Mà rồi ai làm huề? Hai đứa này dễ huề lắm nha. Dễ huề lắm. Đến bây giờ là vợ chồng cũng vậy. Có nghĩa là tại vì tính Trương rất là nóng. Nói câu đầu câu sau là nổi nóng lên, là la dầm lên hết rồi. Nhưng mà tại Phương khi mà biết Trương nóng là dịu lại. Cái lúc đó không nói nữa rồi bình tĩnh. Đến lúc mà ổng bình tĩnh rồi mình ngồi nói chuyện lại phân tích. Thì từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ là lúc nào cũng vậy á. Đó cũng là cái cách mà hay của vợ chồng á. Yeah, chứ nếu mà hai người mà nóng á là xong rồi đó. Hư bột hư đường hết luôn. Trương có ghen không khi mà Phương qua bên Mỹ? Không biết nói khoai là ghen không, mà mình sợ, mình bất an. Mình sợ là đi qua Mỹ là du học sinh thì sẽ học chung với nhiều du học sinh khác. Nhiều du học sinh khác thì dạ, nó cũng khá, nó cũng giỏi, nó cũng có trình độ, có khi nó bảnh hơn mình nữa. Cơ hội để cho những người khác tiếp cận là nhiều, cho nên mình bất an. Cho nên bởi vậy đó mình gọi hoài, đang nhậu tới 10 giờ tối là xỉn rồi. Gọi qua, alo, em dậy chưa, dậy đi học đi. Dậy ăn sáng đi rồi đi học. Thì mình nhậu với mấy bạn đó, mày dậy gái quá, đang nhậu mà gọi điện nữa, tắt đi. Vậy á? Nói không, có khi mình trốn ra mình gọi, gọi mấy phút dậy đi, đó. Rồi làm sao mà Trương qua đây? À, Trương cũng đi du học. Du học luôn, quyết định, quyết định. Quyết định đi du học để qua với Phương. Mà vui lắm, Trương phỏng vấn hai lần đầu tiên là fail, không có đậu visa. Lý do, nó có cho biết lý do. Không có đậu visa. Thì lý do lát nữa Trương nói, cái lần đầu với cái lần thứ hai là cách nhau như là khoảng chừng 2 tháng thôi. Thì rớt, xong tới cái lần thứ ba này cách lần thứ nhì là 7 tháng. Thì nó qua một cái khóa học mới. Trong mấy tháng đó là Trương với Phương cũng không có vui vẻ gì lắm. Tại vì Trương đang cảm thấy cuộc sống mình sao nó vướng bận quá. Thì tới cái lần thứ ba đó Trương mới nói trong lòng, cho nên nếu mà lần này phỏng vấn visa mà không đậu thì thôi dẹp. Tại vì Phương là chắc chắn không có về Việt Nam rồi. Thì lúc đó hai đứa cũng xác định rồi. Tại vì nếu mà Trương đi không được thì thôi chắc là... Thì Trương sẽ ở Việt Nam. Trương mạnh đến nào đó hãy kiếm vợ kiếm chồng, đầu tư cho sự nghiệp của mình. Quyết định vậy luôn á. Yeah. Nhưng mà cái lần đó không biết hên hay xui nên mình đậu. Thì khi mà Trương đậu visa xong thì Trương rời khỏi Việt Nam đi Mỹ trong vòng 3 ngày. Coi như bạn bè không ai biết hết, chỉ có người nhà. Oh, vậy nhiều khi đó là định mệnh, một cái cơ duyên đúng cho rồi, hai đúng người. Đúng rồi, định mệnh. Thật sự, mình thật sự là định mệnh. Hai người lại được gặp nhau ha, 3 năm, yeah, xa nhau. 3 năm rưỡi chứ ha. 3 năm rưỡi. Xong rồi được gặp nhau. Gặp nhau là một cái vấn đề kinh khủng. Là sao? Không hiểu đâu cả gì nhé thử. Thì có nghĩa là lúc đó là mình nghĩ là ô, mình xa nhau quá rồi, mình gặp nhau là mình rất là mừng rỡ đúng không? Nhưng mà tại vì Trương qua đây thì sốc, có lẽ là không có chuẩn bị đủ tâm lý ha. Trương qua đây là coi như Trương sốc hoàn toàn. Tại bên Việt Nam cái gì cũng biết, công ăn việc làm tốt, mọi thứ đều tốt. Qua đến đây trở lại một người sinh viên, không biết gì hết, lái xe cũng lúc đó cũng không biết nữa. Cho nên là Trương giống như cũng... Hello. Trời ơi, thật sự là Hiền sorry nha. Tại vì cái thời gian quý báu của hai người để mà tâm sự những câu chuyện của mình. Cảm ơn Kim Hiền cũng dành thời gian đến thăm office của mình. Không mà tại vì Hiền thật sự là Hiền rất là ngưỡng mộ mối tình của hai người. Cho nên là phải quyết định là giờ này cũng tối rồi, có khoảng 8 giờ 20 rồi mà đến để gặp mọi người. Dạ, thì mời Hiền vô đi. Wow, cái văn phòng đẹp quá ha. Mấy cái này là cái gì chưa? Mấy cái này là mấy cái trophy mà tụi mình achieve được đó, coi như tụi mình được thưởng. Đó thì đây là cái văn phòng của mình với là một vài anh chị partner. Tụi mình mở cái office này. Thì đây là mấy cái trophy không phải tên mình không mà có tên của mấy người khác nữa. À. Thì hàng năm đó tụi mình đạt giải thưởng thì mình được thưởng mấy cái này. Đây tên bà xã mình nè, Phoebe. Đây á hả? À, Phoebe Lee. Ôi, hãnh diện quá em. Đó, còn trên kia thì tên hai vợ chồng. Trời, những cái quyển tới hàng năm thì hai vợ chồng được hãng cho đi du lịch. Chồng cũng đi được đến năm 2017 là đi Ý đấy, vừa mới đám cưới xong. Wow. Vừa mới đám cưới xong thì đi Ý thì coi như cái này cũng là một cái chuyến trăng mật của mình. Ôi, vậy cũng coi như vậy à, một thế cái là kia... năm nào cũng được đi luôn hả? Năm nào cũng đi hết. Vậy là mỗi năm được coi như là hưởng từng trăng mật thêm lần nữa. Đúng rồi. Nó cũng là cái cơ hội để cho hai vợ chồng kháng kích với nhau. À, công việc của anh thường ngày thì anh thường hay đến đây hả? Hay là chỉ có chị thôi? À, vợ mình thường đến đây hơn, mình đến đây ít hơn. Đây là một tuần tụi mình ở office cũng khoảng 4 đến 5 ngày. Nhưng mà công việc nó có khó khăn lắm không? Thực ra hiện tại thì bây giờ mình thấy nó cũng rất là thoải mái. Tại vì bây giờ công việc này cũng làm được 4 năm rồi, cho nên là cũng rất là thoải mái với mình. Nhưng mà chuyên về cái gì Phương có thể kể cho khán giả biết được không? Tụi mình chuyên về làm về hoạch định tài chính, giúp tất cả những cái kế hoạch tài chính cho công ty hay là cá nhân. Cái việc này là việc của mình yêu thích. Mình yêu thích mình làm việc này mới kêu bà xã qua làm với mình. Vậy thì công việc trước đó của Phương là làm cái gì? À, thực ra trước đây thì Phương làm y tá. Thì lúc đó mình cũng chuyên làm về bên nhi đồng.
thì làm được cũng khoảng 3 năm. Ổng mới nói là anh thích làm business. Dĩ nhiên là vợ thì mình luôn ủng hộ chồng, cho nên đó là lý do tại sao mà từ đầu mình nghĩ ok thôi, mình chỉ ủng hộ, mình nói anh muốn làm thì anh cứ làm đi, em chỉ ủng hộ anh thôi. Nhưng mà lúc đó mình chỉ nghĩ là ủng hộ là bằng lời nói, nhưng mà thực sự là Hi muốn làm chung, Trương cũng muốn là ok. Nhưng mà bây giờ làm giỏi hơn mình luôn. Vậy hả? Dạ, yeah. Mình làm về số liệu thì giỏi hơn, nhưng mà để gặp khách hàng này thì vợ mình giỏi hơn nhiều. Anh chị là ở đây là định cư ở Mỹ. Bây giờ thì định cư. Dạ, hiện tại. Bây giờ thì định cư, hồi trước là hai đứa du học sinh hết. Ồ vậy hả? Phương là qua bao nhiêu năm? Phương qua được 12 năm, gần 13 năm rồi. Trương qua được 10 năm. Yeah. Có khó khăn không lúc mà lần đầu tiên khi mà bước qua đây á? Rất khó khăn, tại vì lúc đó cũng có mình qua thôi, không có gia đình gì, chỉ có cô được thì ở xa, cho nên hầu như là mọi thứ mình phải tự lo cho bản thân mình nhiều hơn. Vậy là vừa đi học rồi tự chăm sóc tự mình, chăm sóc mình, yeah. Tự, yeah. Hầu như là mình phải tự nhưng làm mà, hết. Nhưng mà cái liên kết gì mà để hai người gặp nhau? Hồi xưa thì quen năm 2003 rồi, quen lúc vô học đại học. Là ở Việt Nam. Ở Việt Nam quen hai đứa yêu nhau từ ở Việt Nam. Vợ mình học ngành Nhật văn. Còn mình học quản trị kinh doanh. Nhưng mà tới chương trình 20 tháng 11 đó thì là còn mình làm người dẫn chương trình của trường, yeah. Mình đại diện cho trường thì mình mới gặp cái cô này, xong rồi cô này hát hay lắm. Lúc đó thì rồi mình mới làm quen. Sau đó thì cứ mỗi cuối tuần là trường có đi giao lưu với bộ đội biên phòng, rồi đi giao lưu với mấy cái xã ở vùng quê để mình phục vụ cho bà con đó. Thì không biết làm sao tự nhiên cái duyên tới là mình phải chở cái cô này đi. Vậy là định mệnh rồi. Nhưng mà trên đường đi cãi nhau dữ lắm. Nhưng mà cãi về cái gì? Tại từ đầu hai đứa đã không thích nhau rồi. Cãi mà không phải là cãi lộn, mà kiểu như là cái quan điểm về cái chuyện đó, quan điểm về cái sự việc đó, lúc đó là nhiều như không có đồng ý với nhau. Vậy là khắc khẩu á. À đúng rồi, khắc khẩu á. Từ đầu không, hoàn toàn là không thích ông này. Nhưng mà không thích thì sao yêu nhau? Thì đó là cái chuyện mà mình không, tức là một người mà hoàn toàn khác với cái suy nghĩ của mình. Tại vì hồi đó thì Phương là thích một người cũng như ốm, cao, đeo kính cận. Ông này chỉ có một điểm duy nhất là đeo kính cận thôi. Dạ. Lúc đó rất là mập. Nhưng mà Trương thích, cãi lộn mà Trương thích. Mình thích mình mới chở đi chứ. Vậy hả? Chứ không mình kêu thằng khác chở. Nhưng mà bao lâu thì cái trái tim của Phương mới rung động? Chắc cũng mấy tháng á, rồi bắt đầu Trương mới tỏ tình. Tỏ tình cũng đâu đồng ý liền, cho ông đợi thêm tháng nữa chứ. Phải nói như là cãi nhau 4 tháng rồi xong rồi tới Tết Phương mới về quê ở Nha Trang, thì mình mới thấy chiều nào cuối tuần nào mình cũng chở đi, rồi thì giờ mình thấy tự nhiên mấy tuần đó mình thấy thiếu thốn, mình gọi điện ra mình gây lộn. Gọi điện ra để nói chuyện, gia bộ nhắn gọi điện hỏi Phương sao, khỏe không, rồi về thăm ba mẹ sao, rồi chừng nào vô. Thì có một cái ngày buộc miệng ra mình nói chưa nhớ Phương quá. Rồi chấp nhận là bạn gái không? Dạ Phương làm bạn gái Trương đi. Phương nói không chịu là bạn gái. Cái Trương nói vậy chừng nào trả lời. Phương mới nói một tháng đi. Cái Trương nói ok vậy một tháng sau thì Phương Nha Trang vô, rồi mình ra cái bến xe miền Đông mình đón, rồi trên đường mình chở về ký túc xá đó thì mình mới thò tay ra mình nắm tay gàng quá ha. Bả giật ra là làm từ đó là mình coi như mình bị quê luôn. Mình bị quê mấy tháng trời, mình không dám được nói tới gì nữa chân á. Đó. Không dám nắm tay luôn. Không dám nắm tay gì chân á, yeah. Nhưng mà hồi đó ông này ông xạo lắm, có nghĩa là chở đi á thì nhiều lúc đi Củ Chi, đi cũng mấy huyện Bình Chánh này nọ, đi Hóc Môn mà cũng xa. Cái trời đi nói Phương lạnh không? Nói ồ thì cũng hơi lạnh, thì tại mình lúc đó hồi xưa ở Việt Nam thì toàn là đi xe máy. Thôi vậy thôi, trời quàng tay ra đi ôm Trương đi cho nó ấm. Lúc nào cũng vậy. Cái chiêu đó. Đi đường xa mà cũng ngồi cách một cái chỗ vậy nè. Đi đường xa thì phải ngồi gần vô cho nó dễ chạy đúng không? Thì tại vì Phương e ngại sao? À, đúng rồi. Nếu mà ôm là coi như mình biết là thành bạn gái mình rồi đó. Nhưng mà học xong rồi vẫn còn giữ cái mối quan hệ này mà đúng không? Quen nhau từ năm 2003 luôn. Dạ. Yeah. Phương từ Nha Trang vô Sài Gòn là sau đó một tháng là đã đồng ý làm bạn gái rồi, là bắt đầu hẹn hò. Đến 2006 là bắt đầu học xong thì là... Mà lúc bạn gái mà cũng không có nắm tay. Nhận là bạn gái vậy chứ cần nhắn tin nhớ nhung gì thôi. Chứ không dám nhắn tay, nắm tay đã mấy tháng trời vậy đó. Vậy hả? Vậy là tới 2006. Cuối 2006 là tốt nghiệp, hai người tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong là đi Mỹ luôn. Đi nhằm ngày Noel luôn. Là lên máy bay đi Mỹ. Rồi Trương sao? Lúc đó hụt hẫng không? Ngày đó rất là buồn, rồi
rồi hụt hẫng đúng không, rầu rĩ đi vô chỗ làm đó, là chỗ làm Lotteria đó, thì nó hát cái bài jingle bell rock. Phải vì mình nhớ cái bài đó hoài à. Tự nhiên mình đang không có vui mà nó cứ hát cái bài đó hoài. Dạ. Trong 3 năm Phương đi Mỹ đó, ngày nào mình cũng uống bia với bạn bè hết, mà mấy người bạn đó là đều có bạn gái đi Mỹ luôn. Vậy là cũng đỡ, tại vì có hai người bạn kia có thể là chia sẻ cùng với mình những cái sự khó khăn. Chia sẻ bằng những buổi nhậu. Ôi, ngày nào cũng nhậu á. Coi như là hiện biết một năm 365 ngày là không nghĩ ngày nào mưa, mão mưa ra ngồi nhậu. Buồn đến nỗi mà ngồi nhậu vậy luôn á hả? Dạ. Thì cứ mình lấy lý do là buồn để nhậu, nhưng mà thiệt ra nó cũng nhiều khi nó cũng là một cái thói quen. Hàng ngày đi làm về không đâu có bạn gái đâu đi chơi. Lòng mình thì không muốn quen ai nữa hết, thì nhiều khi bữa đó không có chuyện gì làm thì nhậu. Nhưng mà Hiền không tin đâu, tại vì á thường mà đàn ông á mà độc thân thì cũng sẽ có sự tấn công của các cô gái. À có nhiều lắm. Đó cũng đúng có rồi. Có nhiều lắm nha. Công việc ổn định cũng kiếm được tiền rồi gia rồi. Độc thân. Chương có bị ngã không? Hay là nghĩ về Phương nhiều không? Chưa nghĩ về Phương. Nhưng mà Trương cũng cho mình cơ hội để đi gặp những người khác, nhưng mà nó không có tới đâu hết. Vậy thì trong thời điểm đó Phương ở bên đây, cái khó khăn nó đã áp lực rất là nhiều, mình dễ bị stress nữa, thì có sự suy nghĩ gì đó Trương ở Việt Nam không? Có ghen không? Có cảm thấy buồn hay là tủi thân hay như thế nào? À, được cái là lúc khoảng thời gian mặc dù là xa nhau 3 năm á, nhưng mà hai đứa có một cái là Trương á, đi nhậu thì nhậu nhưng mà cũng canh giờ, đúng khoảng 6-7 giờ sáng ở bên này là gọi Phương dậy để đi học, mà hầu như là ngày nào cũng như vậy, không có quên một ngày nào hết. Có nghĩa là hầu như ngày nào cũng vậy, nhưng mà cho nên nhưng mà mình vẫn cũng có ghen chứ, tại vì hầu như bên này thì đâu có cơ hội để mình gặp, chủ yếu là mình đi học rồi mình lo công việc đi làm hay này nọ, chứ mình không có cơ hội để tiếp xúc nhiều, chỉ có những bạn học chung thôi. Nhưng mà cũng có những lần cãi vã cũng dẫn đến muốn nói chuyện chia tay á. Nhưng mà rồi ai làm quê? Hai đứa này dễ huề lắm nha. Dễ huề lắm. Đến bây giờ là vợ chồng cũng vậy. Có nghĩa là tại vì tính Trương rất là nóng, nói câu đầu câu sau là nổi nóng lên, là la dầm lên hết rồi. Nhưng mà tại Phương khi mà biết Trương nóng là dịu lại, cái lúc đó không nói nữa rồi bình tĩnh. Đến lúc mà ổng bình tĩnh rồi mình ngồi nói chuyện lại phân tích, thì từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ là lúc nào cũng vậy á. Đó cũng là cái cách mà hay của vợ chồng á. Yeah, chứ nếu mà hai người mà nóng á là xong rồi đó, hư bột hư đường hết luôn. Trương có ghen không khi mà Phương qua bên Mỹ? Không biết nói khoai là ghen không, mà mình sợ, mình bất an. Mình sợ là đi qua Mỹ là du học sinh thì sẽ học chung với nhiều du học sinh khác. Nhiều du học sinh khác thì nó cũng khá, nó cũng giỏi, nó cũng có trình độ, có khi nó mạnh hơn mình nữa. Cơ hội để cho những người khác tiếp cận là nhiều, cho nên mình bất an. Cho nên bởi vậy đó mình gọi hoài, đang nhậu tới 10 giờ tối là xỉn rồi. Gọi qua, alo, em dậy chưa, dậy đi học đi. Dậy ăn sáng đi rồi đi học. Thì mình nhậu về mấy bạn đó, mày dậy gái quá, đang nhậu mà gọi điện nữa, tắt đi. Vậy kiểu nói không, có khi mình trốn ra mình gọi mấy phút dậy đi đó. Rồi làm sao mà Trương qua đây? À, Trương cũng đi du học. Du học luôn, quyết định đi du học để qua với Phương. Mà vui lắm, Trương phỏng vấn hai lần đầu tiên là fail, không có lý đậu do, visa. Nó có cho biết lý không do. Có đậu visa. Thì lý do lát nữa Trương nói, cái lần đầu với cái lần thứ hai là cách nhau như là khoảng chừng 2 tháng thôi. Thì đó, xong tới cái lần thứ ba thì cách lần thứ nhì là 7 tháng. Thì nó qua một cái khóa học mới. Trong mấy tháng đó là Trương với Phương cũng không có vui vẻ gì lắm. Tại vì Trương đang cảm thấy cuộc sống mình sao nó vướng bận quá. Thì tới cái lần thứ ba đó Trương mới nói trong lòng, cho nó nếu mà lần này phỏng vấn visa mà không đậu thì thôi dẹp. Tại vì Phương là chắc chắn không có về Việt Nam rồi. Thì lúc đó hai đứa cũng xác định rồi. Tại vì nếu mà Trương đi không được thì thôi chắc là... Thì Trương sẽ ở Việt Nam. Trương mạnh đứa nào đến đấy kiếm vợ kiếm chồng, đầu tư cho sự nghiệp của mình. Quyết định vậy luôn á. Yeah. Nhưng mà cái lần đó không biết hên hay xui nên mình đậu. Thì khi mà Trương đậu visa xong thì Trương rời khỏi Việt Nam đi Mỹ trong vòng 3 ngày. Coi như bạn bè không ai biết hết, chỉ có người nhà. Ồ, vậy nhiều khi đó là định mệnh, một cái cơ duyên đúng cho rồi, hai đúng người. Rồi, định mệnh. Thật sự, mình thực sự là định mệnh. Hai người lại được gặp nhau ha, 3 năm, xa nhau. 3 năm rưỡi chứ ha. 3 năm rưỡi. Xong rồi được gặp nhau. Gặp nhau là một cái vấn đề kinh khủng. Là sao? Không hiểu đâu, kể gì nghe thử. Thì có nghĩa là lúc đó là mình nghĩ là ô, mình xa nhau quá rồi, mình gặp nhau là mình rất là mừng rỡ đúng không? Nhưng mà tại vì Trương qua đây thì sốc, có lẽ là không có chuẩn bị đủ tâm lý ha. Trương qua đây là coi như Trương sốc hoàn toàn, tại bên Việt Nam cái gì cũng biết, công ăn việc làm tốt, mọi thứ đều tốt. Qua đến đây trở lại một người sinh viên không biết gì hết, lái xe cũng lúc đó cũng không biết nữa. Cho nên là Trương giống như cũng bị stress. Giống như mấy bạn sinh viên ở Việt Nam mà ở miền quê đi lên Sài Gòn. Không cần nói xa xôi đâu, Hiền là hiện thân nè. Hiền qua Hiền cũng bị giống như tất cả mọi thứ mình ở bên Việt Nam mình đã có rồi, nhưng mà khi mà bước qua thì nó rộng quá, nó lớn quá, và mình bắt đầu phải rồi nè, nhập gia tùy tục. Phải quen cái
cuộc sống ở đây. Bao nhiêu năm đầu là Trương tưởng mình bị điên rồi đó. Vậy hả? Mà chắc là cũng vậy đó. Bị stress nặng luôn á. Nặng. Tại vì Trương đi học về là coi như là đóng vòng lại, không muốn nói chuyện với ai, đấm tay vô tường âm vậy đó. Về nhà cái mình ở một mình trong căn phòng quá nhỏ. Ồ, lúc mới qua là hai người thuê. Thuê. Vẫn phải thuê đúng không? Rồi mình ở trong căn phòng quá nhỏ mà lúc đó thì Phương đi làm, thì chưa ở nhà có mình. Cái gì không biết cũng phải gọi điện hỏi hết á. Nhiều khi lúc đó đứt tay kiếm cái băng keo cá nhân kiếm không biết kiếm ở đâu cũng phải gọi điện hỏi, rồi nói về nhà không có phải đi mua, không biết đi sao mua, không lái xe được, lúc đó chưa có bằng lái xe. Nhất là trong cái tháng đầu tiên là tức mình đó, mà tại Trương hụt hẫng là tại vì nghĩ rằng qua đây nó cuộc sống nó sẽ tốt, có công ăn chuyện làm tốt, nhà đẹp này kia, nhưng mà qua đây trời nó không giống như mình nghĩ. Không thì bây giờ mọi người cũng đã có rồi. Quan trọng thì là tại vì cái tư tưởng của mình lúc đó khi mà từ bên Việt Nam mà qua thì ai cũng sẽ bị hụt hẫng rất là nhiều. Đúng, nhưng mà trải qua nhiều cái sự khó khăn vậy thì bao lâu thì mới lấy nhau? Không thì tại vì lúc đó qua thì cũng lo học hành rồi lo công ăn việc làm, cũng nhiều vấn đề xảy ra cho nên delay cái chuyện mà cưới hỏi. Thì tới năm 2015 đó, tức là Trương qua Mỹ được 5 năm, thì năm 2015 là mẹ Trương đi qua đây du lịch. Thì sẵn cái nhân cái chuyện đó thì Trương với Phương quyết định là làm giấy tờ. Đi cái giấy tờ đăng ký kết hôn. Anh Nhiên đi ra tòa thì chính làm giấy đăng ký kết hôn. Đó là có sự chứng kiến của mẹ và người bạn thân của mẹ luôn. Cái quen nhau khác nha, bạn trai bạn gái khác, nhưng mà khi mà cưới nhau rồi á thì cái tình cảm của hai người nó có khác nhau nhiều không? Đi chơi nhau mà thực ra mình thấy là thương nhau hơn á, có gắn chặt nhau nhiều hơn. Thương nhau hơn từ lâu rồi. Thực ra hai vợ chồng có cái đặc điểm là ông này không bao giờ quên hôn vợ buổi sáng với buổi tối trước khi ngủ hay là trước đi ra khỏi nhà. Thì cái đó là cái điều mà mình đặc biệt, với là đến bây giờ luôn, cả hai vợ chồng hàng ngày nhắn tin cho nhau, lúc nào cũng anh yêu em yêu hay đủ kiểu. Tức là xã ơi nọ, cứ nói chung là rất là tình cảm, cho nên chắc lẽ do cũng chưa có con hay sao. Mà cả phải nói là vợ mình hay lắm, nghĩa là trong mấy năm đó mình gây lộn rồi mình như một người điên, nhưng mà Phương đều bỏ qua hết, Phương đều giúp cho mình vượt qua từ từ, vượt qua từ từ. Này hỏi thiệt nha, hai người yêu nhau có chịu đựng được cái tật xấu của nhau? Bây giờ cưới nhau rồi mà, cho cưới nên nhau là được. Được hả? Vậy thì bây giờ nhà Trương nói Phương có tật xấu gì? Cơ bản thì vợ mình hoàn hảo lắm, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu á, thì hay cầm ràm chút. Ví dụ thử đi. Thí dụ như Phương nhà Trương cầm giùm cái giỏ, mà Trương nói thôi tự cầm đi. Lúc đó Trương cũng đang bận tay, Trương không cầm được. Thì cái chuyện đó Trương nghĩ rất là nhỏ đó, không cầm giùm cái giỏ không cầm thì thôi đâu có sao đâu. Nhưng mà nhiều khi Phương lúc đó không vui sao rồi lấy cái chuyện đó là không vui đi. Thì Phương lên, Phương ngồi đó, người ta nhà cầm có cái giỏ mà cũng không chịu cầm. Trời ơi, làm chồng con gì kỳ vậy, có cái giỏ mà cũng không chịu cầm ấy, vậy mà nói yêu thương. Rồi cái chuyện đó ok, xin lỗi, thôi xin lỗi mà không sao. Rồi lát nữa qua nói nữa, vậy mà kia yêu thương gì, có cái giỏ mà cũng không cầm. Mà nói một mình cầm ràm vậy đó. Mà mình không có đứng đó thì không nói, mà mình đi ngang là nói, đi ngang là nói. Những cái chuyện khác cũng vậy, rồi mở cửa xe cái gì cũng vậy đó, nhiều khi không mở cửa xe cũng lâu lâu cũng nói. Nhưng mà lặp lại bao nhiêu lần? Tùy ha, có khi ngồi đảnh là cứ nói một tiếng hai tiếng rồi đó. Tiệt xấu gì có nhiều đó thôi à, rồi lề mề đó, như buổi nay là thay bộ đầu này là cũng thay mấy bộ đó, như sáng trước khi ra khỏi nhà là ướm thử mấy bộ vậy. Thì mỗi lần mà cứ đi đâu cũng vậy, lôi đồ ra ướm. Nhưng mà người ta là con gái mà, người ta có quyền đúng không? Đúng rồi chứ biết, nhưng mà lúc nào cũng làm cho mình bị trễ giờ hết. Mà cái chuyện này ngày đi gặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy, có khi ướm xong mà ra cũng quên gì đó, quên cái túi trang điểm, đi vô lại lấy đồ xong cái là lấy trang điểm thì nó lòi đó khác, cái cùng mình cũng làm cho mình bị trễ 5 phút mà Trương không muốn vậy. Trương cũng phải tới đúng giờ. Vậy thì có hai tật xấu rồi, còn tật nào nữa không? Chắc là hết rồi Phương. Vậy thôi. Vậy thôi hả? Còn Phương? Trương hả? Chắc cũng hơi nhiều á. Kể chứ cũng hết rồi. Tại vì Trương là một người quá khó chịu, nói chung là Trương rất là khó chịu. Tức là làm cái gì mà không vừa lòng một cái là ổng sẽ nhăn lên liền. Mà Trương rất là nhanh, tính của Trương rất là nhanh, cho nên là Phương thì cứ từ từ, ổng rất là nhanh. Cho nên mình phải giống như kiểu theo ổng á, nhiều lúc mình bực, làm gì mà lẽ để từ enjoy được không, cái gì mà... Cho nên dễ nổi nóng lắm, Trương rất là dễ nổi nóng. Không phải tật xấu, mà Trương muốn là đâu phải ra đó đàng hoàng. Không phải đâu, tại tính của Trương kỹ.
một người à, kỹ chu đáo, vậy đâu phải là tật xấu. Rồi mà nhưng mà làm cho mấy người người khác người ta không có lợi hay là không có vui là chưa thích, chưa muốn à, chưa bắt vợ, chưa phải làm cho nó đẹp, mọi thứ phải đẹp à. Vậy là muốn chu toàn nữa, vừa chu đáo chu toàn kỹ tính, cho nên vậy là tật xấu, cho nên vậy rất là dễ nổi nóng à, tại vì à, mà chuyện đó dễ nó nóng vậy là từ cái đó mà mũi tên ra. Đúng rồi, còn điểm là trời, ổng ăn thì không khó, cũng không khó ăn, nhưng mà phải món Chương thích. Nếu mà Chương không thích, Chương ăn mì gói một tháng cũng không sao đó, nhưng mà thà ăn mì gói chứ còn không ăn cái món mình không thích. Cái này kỳ ạ. À, cái món không thích thì mình ăn mì gói. Rồi bây giờ dắt vợ đi ăn nhà hàng, vô trong đó không có món nào mà Chương thích thì sao? Thà chấp nhận ngồi vậy hết cho vợ. Ở đây đa số nhà hàng nó bán nhiều món lắm, cơm bún mà không có bây giờ có không có món. Tại vì thì muốn biết á, à, Chương khó tính cỡ nào á. Chưa bao giờ có cái tình huống là có cái nhà hàng nào mà không có món mình thích. Tại vì mình đa số là mình thích nhiều món chứ không phải là món nào mình cũng thích. Đó. Nhưng mà cũng có khi có nhà hàng làm ổng không vừa lòng, ổng không ăn luôn cho mình ăn một mình. Cũng có. Nếu mà sống với một người kỹ tính vậy á, Phương thấy khó chịu không? Bây giờ chắc là quen, với lại Phương cũng dễ chịu, cho nên thấy cái đó mình cũng không có gì là... Mình cũng nghĩ mình cần phải sửa thôi, mình sửa mình. Nhưng mà cũng... đôi lúc có khi nào mình cảm thấy là ủa, sao ba mẹ mình hoặc là mọi người đâu có như vậy đâu, mà tại sao Chương là chồng mình mà Chương không làm giảm bớt đi những cái đó? Có bao giờ suy nghĩ đó không? Đó là lý do hồi xưa ba mẹ, tất cả bạn bè hồi xưa lúc mà mới quen nhau là tất cả mọi người đều cản, nói là mày không bao giờ hợp được với Chương, không ở được với Chương đâu, tại vì tính của Chương quá kỹ tính, khó chịu, cho nên chắc chắn là không đến được với nhau. Nhưng mà bây giờ nhìn lại cũng mười mấy năm giờ, mấy bạn đâu phải chúc mừng hết, ai mà cấm cản gì đó chúc mừng hết. Ngưỡng mộ. Yeah, đúng rồi, nhiều người ngưỡng tại mộ. Vì hai người hai cái cá tính khác nhau hoàn toàn, yêu nhau 15 năm rồi cưới. Qua chương trình này thì là một cái chương trình nó rất là ý nghĩa cho những người vợ chồng, và nhất là vợ chồng của Phương với Chương. Qua chương trình thì Chương có muốn gửi gắm lời nói gì đến với vợ mình không? Thì nhân cái câu hỏi này thì anh cũng muốn nói với xã những cái điều này Chương cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà Chương cũng chưa bao giờ làm được hết trơn á. Chương cũng hứa là Chương sẽ không có nóng tính, không có làm cho vợ mình bị tổn thương. Nhưng mà có nhiều khi xã phải biết là anh không có control được cái cơn nóng của mình, anh chỉ nóng lên vậy thôi. Chứ có nhiều khi anh nói hơi nặng lời xã, nhưng mà xã biết anh mà, anh đâu có cố tình đâu. Chắc xã hiểu hả? Cho nên cảm ơn xã, cho nên mười mấy năm qua cũng là bỏ qua cho anh rất là nhiều. Thì nhân của bữa nay đó, anh cũng có mua một bó hoa tặng cho xã. Biết là sao chị... vậy? Cái gì vậy? Chương làm cái việc này rất là hiếm, tại vì mười mấy năm qua Chương không có tặng hoa gì hết trơn á. Chứ Chương nhớ ông làm thì tặng chắc chừng 3 lần thôi à. Đúng rồi, có nghĩa là tặng hoa được 3 lần, mà 3 lần đó không phải là tự mua hoa đó mà tặng, là tại hồi xưa Phương giống như tụi Phương nói, anh chia sẻ là cũng Phương cũng hát ở trường đó, thì coi như là một lần là tặng khi mà mình hát ở trên trường, một lần tặng là mình hát ở cho cái ký túc xá của mình ở lúc đó thì Chương mua để tặng, còn một lần là lúc đó hai đứa cãi nhau ở ngoài, ngồi ngoài công viên cãi nhau, mình còn nhớ là công viên 23 tháng 9, cãi nhau thấy cũng có một em bé nhỏ nhỏ cái cầm hoa đi qua bán á, em bé đó năn nỉ quá cái Chương mua Chương tặng. Mười mấy năm quen nhau, yêu nhau, cưới nhau gì chỉ có 3 lần tặng hoa đó chứ chưa có bao giờ mà tự động mua hoa gì mà tặng vợ hết á. Cũng không mua hồi nào hay gì. Để ra xe lấy hoa nha. Ra xe lấy nha. Dạ. Công nhận Hiền thấy là Phương có sức chịu đựng giỏi. Tại vì có khi nào mà cảm thấy là mình bất mãn không? Tại vì cái tính của Chương như hồi nãy Hiền thấy là người rất là nóng tính. Dạ. Bất mãn thì chắc cũng không đâu. Cũng chưa có nghĩ, cũng không có nghĩ là mình đến nỗi là bất mãn. Nhưng mà đôi khi thì là mình thấy trời sao mà cái ông này không khó chịu quá. Đúng rồi, nhiều khi chịu không nổi. Đúng rồi, tại vì phụ nữ của mình mà nhất là ở đây nữa, cái thời gian nó qua nhanh lắm. Mình làm, mình chỉ muốn là làm việc và về nhà với lại chồng mình. Nhưng mà họ không hiểu là mình dành cái thời gian đó cho họ, rồi họ lại quay qua họ nạt mình. Họ không hiểu mình. Có khi nào rơi nước mắt vì... Có, cũng khóc hoài à. Nhưng mà Chương có nhìn thấy được không? Chương thấy chứ, Chương thấy thì Chương biết là Chương xin lỗi liền. Thì được cái là Chương cũng biết là cái nóng của Chương là Chương không có điều khiển được. Có nghĩa là cái chuyện rất là đơn giản. Ví dụ như là Chương đang đi, ổng nhiều lúc đi làm về, đi đâu về, ổng mệt, ổng nằm ngủ. Mình thấy ổng chưa ăn uống gì hết đi, cái mình gọi, anh ơi, dậy ăn. Một lần ổng đâu có dậy, nhiều lúc gọi, ok anh ơi, dậy ăn. Gọi đến lần thứ ba, làm gì mà gọi hoài vậy, để ngủ chút xíu. Là cái gì ổng la lên. Mà mình lúc đó mình nghĩ là trời ơi, mình chỉ lo lắng cho ổng, mình sợ ổng đói thôi. Có nghĩa có những chuyện như vậy đó. Đầu lâu tới mức là Chương đủ đi mua đó bông luôn á. Vậy mà sao quyết định là mua hoa mà không mua một cái gì đó?
Tại vì cái gì cũng có hết trơn rồi. Cái gì cũng có hết trơn, thật sự không biết mua cái gì đang cần hết trơn. Cho nên chị nghĩ cái hoa là nó hơi thiêng liêng một chút. Mà lâu rồi không bao giờ tặng hoa. Ở Mỹ này là chưa bao giờ tặng đó, coi như 10 năm ở Mỹ này chưa tặng hoa. Phương cũng là người đơn giản cho nên là mình cũng không có đòi hỏi gì hết á. Có nghĩa là đi làm tiền bao nhiêu là mình nhiều lúc mình không biết mình kiếm được bao nhiêu tiền. Cái đó là mình nói thiệt, mình chỉ biết đi kiếm tiền thôi, còn là kiếm được bao nhiêu hay là lo trả bill hay làm bất cứ công việc gì là chưa lo hết, mình không có lo. Còn Phương có muốn gửi lời gì đến với lại người bạn đời của mình không? Thì chắc là nhân dịp chương trình thì em cũng muốn nói với xã là em sẽ cố gắng thay đổi, bớt lề mề để cho xã không có phải nổi nóng nữa, nhưng mà xã cũng cố gắng phải giữ gìn sức khỏe. Thực sự thì Hiền muốn nghe giọng hát của Phương. Tại vì nãy giờ là Trương lúc nào cũng nói về Phương hát hết mà chưa một lần thì chưa nghe. Là tại sao mà cái tiếng hát của Phương cất lên thì Trương rung động liền? Cái đó là cái lý do mà Hiền đang muốn nghe. Trời ơi, mười mấy năm rồi không hát nữa, hát nổi không nữa. Thì hồi nhân dịp này thì chắc là hát lại cái bài mà hồi đó mình hay hát. Thì nhưng mà mình không có nghĩ là đến bây giờ vì cái bài đó mà tụi mình gắn kết với nhau, ở được với nhau, đến có cơ hội đi đến với nhau trên cái con đường dài như vậy. Hát một đoạn thôi ha. Ok. Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm, lấm lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em. Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vuốt cao như đàn chim này. Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân, mọi sầu đâu sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào, mình trong tay nắm tay một tình yêu đắm say. Cầu nguyện mong sẽ mai sánh đôi anh và em cùng giấc mơ tuyệt vời. Trời ơi, cỡ quá. Lâu rồi đâu có hát. Thật sự là cảm ơn hai bạn rất là đẹp đôi. Thì cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng có cơ hội để ngồi chia sẻ như vậy. Tại vì ở đây cũng rất là ai cũng có cuộc sống bận rộn thì ít có thời gian mà ngồi chia sẻ. Nhưng mà ngồi chia sẻ nhau được như vậy thì vợ chồng cũng hiểu nhau hơn. Và đây cũng là món quà rất là ý nghĩa cho hai vợ chồng. Chương trình xin tạm dừng tại đây. Kim Hiền xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.